Xin chào mọi người đang xem livestream của Rugo Clinic. Hôm nay Phượng sẽ livestream cho mọi người xem cận cảnh một buổi cấy giảm béo tảo xoắn Spiral Diet. Đây là buổi thứ 3 điều trị vùng bụng của khách hàng. Chị khách hàng này là sau khi sanh con được 2 bé. Cái số cân nặng của chị là hiện tại khi đến với Rugo là 70 cân. Buổi này là buổi thứ 3 là chị bắt đầu chị làm, nhưng mà hai buổi trước là chị đã còn lại cái số cân nặng hiện tại là 62 kg. Sau khi quyết định đắn đo, rất là suy nghĩ, rất là kỹ thì chị đã quyết định đến Rugo để điều trị liệu trình giảm béo. Hiện tại là Phượng đang đứng tại phòng giảm béo của Rugo Clinic. Chuyên viên điều trị là đang massage ấn huyệt vào các huyệt đạo tại vùng bụng cho khách hàng. Thì cái bước này là giúp máu được lưu thông và giúp cho cái việc mà tinh chất tảo xoắn giảm béo được hấp thu dễ dàng hơn. Bước này cũng giúp cho khách hàng mình thư giãn nè, đỡ bị mệt mỏi, giảm những cái cảm giác mà khi mà mình cảm thấy uể oải, khó chịu mà nặng nề ở cái vùng bụng. Đặc biệt là cái công nghệ này mình không cần phải chích tê hay là phải gây tê, tức là rất là nhẹ nhàng, mình chỉ có tiến hành cái công đoạn là mình ủ tê thôi nha các bạn. Mình sẽ không có cảm thấy bị khó chịu hay là bị đau hay là bị nhói gì hết nha các bạn nha. Bây giờ là hiện tại là mình đang bôi tê nha các bạn. Mình thoa một lớp tê lên trên vùng bụng của khách hàng này để mình tiến hành cái công nghệ mình cấy cái giảm béo bằng cái tảo xoắn này vào cho khách hàng. Đặc biệt là rất là nhẹ nhàng, không đau. Sau khi mà mình đã thoa được cái lớp mà tê lên trên cái vùng bụng của khách á, thì bắt đầu bây giờ mình sẽ bọc lại để cho nó kín cái phần này, để cho cái tê nó sẽ thấm nhanh hơn. Để mình tiến hành cái công đoạn là mình sẽ cấy nha các bạn. Bây giờ bắt đầu là mình qua cái công đoạn này là mình bắt đầu mình lao tê. Mình sẽ lao tê nha Văn nha các bạn. Lúc này là cảm giác của khách hàng đã cảm thấy là cái vùng bụng là mình đã thấy là hơi tê tê rồi. Có cảm giác là thuốc đã thấm dần vô trong cái vùng bụng rồi nha các bạn nhé. Bây giờ tiếp theo đây là bác sĩ bắt đầu sẽ vẽ để định hình những cái vùng để bắt đầu mình cấy vi điểm cho khách hàng trên vùng bụng. Sau khi bác vẽ định hình rồi thì mình sẽ bắt đầu mình làm tiếp cái phần là sát khuẩn cái vùng da cho khách hàng để điều trị ạ. Chị khách hàng này là đã theo dõi và tìm hiểu Rugo mình rất là lâu rồi, để chị quyết định để chị đến Rugo để làm cái liệu trình giảm béo này. Chị cũng đã tìm hiểu nhiều nơi và chị cũng đã từng đi giảm cân và đã uống thuốc rồi ăn kiêng rất là nhiều, nhưng mà chị số cân của chị vẫn không có giảm được. Sau khi làm bên mình được 2 liệu trình thì chị có chia sẻ là chị xuống cũng được khoảng từ 70 kg, mà bây giờ số cân hiện tại của chị là 62 kg. Chị rất là vui và chị rất là thích để khi đến Rugo để điều trị, tiếp tục cái liệu trình này ạ. Bước tiếp theo là mình bắt đầu mình sẽ sát khuẩn nhé. Bác sĩ sẽ sát khuẩn để mình sẽ làm đúng theo cái tuân thủ nghiêm ngặt theo cái quy định chuẩn của y khoa, là mình sát khuẩn để mình vô trùng cái vùng mà mình điều trị nha mọi người. Các bác sĩ và y tá và chuyên viên chăm sóc cũng đều mang bao tay, khẩu trang sát khuẩn trước khi vào phòng điều trị để đảm bảo cái an toàn cái mức tối đa nhất nhé mọi người nhé.
Và xong rồi bây giờ là bác sĩ bắt đầu tiếp tục là để mình bắt đầu mình cấy ạ. Cấy giảm béo lên trên cái vùng điều trị vùng bụng của khách hàng nha các bạn. Bây giờ bác sĩ sẽ bắt đầu cấy tinh chất. Sau khi vẽ xong là sẽ cấy cái tảo xoắn phi kim vào nơi đã xác định cái vị trí. Khi mà cái tinh chất tảo xoắn này vào cái mô mỡ dưới da thì bắt đầu tác động cho cái mô mỡ mình nó hóa lỏng. Cái mô mỡ với những cái cơ địa dày cứng lâu năm thì cái tảo xoắn sẽ tác động rất là mạnh mẽ. Hơn nữa là cái kỹ thuật mà trị liệu của bác sĩ là đi tinh chất rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Không có làm tổn thương ở cái mô da bên trên á. Và cấy xong thì mình cảm giác là cái nó rưng trong người thôi. Mỡ nó sẽ chuyển hóa thành cái phân tử CO2 và rồi nó đào thải qua cái đường mồ hôi của mình đó các bạn, qua cái hơi thở nè. Và một số khách đó thì về sẽ đi ra cái váng mỡ nó vàng vàng. Khi đấy là mình đi ra cái hệ bài tiết luôn nha mọi người nha. Chị ơi, chị cảm giác là mình thấy thế nào ạ? Chị có đau không ạ? Chị thấy nó hơi căng chút thôi chứ không có đau. Dạ, đây là buổi cấy thứ ba rồi đó chị. Thì chị về nhà thì chị thấy cái số đo của chị nó giảm như thế nào? Chị có thể chia sẻ với em được không? Chị về thì thấy cơ thể mình nó thon gọn hơn lúc trước nhiều lắm. Dạ. Mình nó cũng không có mệt mỏi nữa, mình sinh hoạt bình thường à. Dạ. Mình vẫn chơi với con cái bình thường, cảm giác là mình... Tức là cái sức khỏe mình nó bình thường hả chị? Đúng rồi. Dạ. Chị không thấy mệt mỏi và ngủ ngon không? Mình ngủ giấc ngủ thì sao chị hả? Chị ngủ ngon. Dạ. Mình sinh hoạt bình thường nhưng mà mình không có cảm thấy vã mồ hôi hay là mệt mỏi hay là run tay chân gì hết đúng không chị? Đúng rồi, hoàn toàn không có em. Mà đặc biệt là mình cũng giảm không có cảm giác thèm ăn nữa. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị sự chia sẻ rất là chân thật của chị Giang. Và mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream của Ruco nhà mình nhá. Đặc biệt là cái liệu trình giảm béo này của mình là hiện tại là đang giá ưu đãi tới 60% nha các bạn. Các bạn có thể bấm hotline 1900 2195 hoặc là lên trang bay của Ruco để được chuyên viên tư vấn kỹ hơn về cái liệu trình giảm béo. Mình xin chào mọi người ạ. Mình sẽ kết thúc livestream tại đây ạ. Em cảm ơn chị Giang ạ đã chia sẻ cùng em. Dạ.